Ngày 21 tháng 4, đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự sinh hoạt thường kỳ tháng 4 năm 2023 tại chi bộ bản Hua Lành, bản Pá Lầu, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu. Chi bộ bản Hua Lành và Pá Lầu có 13 đảng viên, hơn 100 hộ dân sinh sống, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Công tác xây dựng đảng được hai chi bộ quan tâm, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên, chú trọng quán triệt triển khai các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn, kết luận của đảng các cấp. Trong tháng 4 năm 2023, hai chi bộ tập trung lãnh đạo nhân dân thâm canh, chăm sóc gần 400 ha cây cà phê, ngô, sắn và lúa nước, khoanh nuôi bảo vệ gần 200 ha rừng. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của hai bản còn cao, nhiều hộ vẫn còn ở nhà tạm, nhà rột nát. Chi bộ hai bản đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường từ trung tâm xã đến bản dài khoảng 18 km, hỗ trợ cát xi măng cho người dân xây dựng nhà vệ sinh, xây dựng bể chứa nước sinh hoạt, quan tâm hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân của bản đồng chí đinh thị bích thảo đề nghị các tri bộ tiếp tục quan tâm quán triệt các văn bản chỉ thị nghị quyết của cấp trên duy trì nề nếp sinh hoạt tri bộ phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện mô hình kinh tế và làm tốt công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giữ gìn bản sắc dân tộc vận động nhân dân không mê tín dị đoan giữ vững bản bốn về ma túy đề nghị huyện thuận châu quan tâm đầu tư cơ sở vật chất chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế phù hợp để nâng cao đời sống Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao quà cho hai tri bộ, trao 20 xuất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách của hai bản.